Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chiều tối 28 tháng 9 năm 2019 khiến một thanh niên tử vong. Tại hiện trường vẫn còn rơi rớt lại nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Gần đó là một chiếc máy ảnh đã bị gãy sau một cú va chạm mạnh. Theo thông tin từ công an quận Sơn Trà, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, anh Ngô Định Quang 28 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy chở theo anh Trần Tài Lộc 24 tuổi tham quan bán đảo Sơn Trà. Khi hai du khách đổ dốc cách đỉnh bàn cờ khoảng 2 km thì xe máy bị mất lái đâm vào ta lui đường. Hậu quả sau cú đâm mạnh anh Quang chết tại chỗ, anh Lộc bị thương phải đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tay ga mất thắng dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Thời gian gần đây, du khách sử dụng xe tay ga tham quan bán đảo Sơn Trà đã gặp nhiều vụ tai nạn thương tâm chính quyền đà nẵng đã có những cảnh báo du khách không nên sử dụng xe tay ga tham quan sơn trà tuy nhiên dường như các du khách vẫn phớt lờ